Hello, xin chào các đồng chí, chị các bạn thân mến của là mình. Cuộc sống mình cứ chân gà chân vịt. qua xứ Mỹ mình cứ chân gà chân vịt gì đó. Nó chứ vậy thôi anh chị các bạn. Từ khi mà kinh tế Mỹ nó bắt đầu bấp bênh, bắt đầu mình chăn nuôi chân gà chân vịt này. Mấy con chim chim gì ta? Chim mấy con cái gì đó người ta cái con phèo, phèo là con gì, phèo là con chim cút. Các bạn thấy hoang dã nó vô chiều á, thỏ nó vô nhiều lắm, thỏ nó vô tại nó mình ở ngoại ô á, mấy cái vùng nông thôn vậy nè, thỏ rồi chiều tối xuống chim cu đồ nó xuống, nó đẻ nó nằm tổ rồi lum. Cuộc sống ở nông thôn mình cứ như vậy thôi ha. Bài dịch sim của mình hả? Không, mình cắt lông đít của cái con dịch sim kia mà mấy con kia nó cái ghĩa nhỏ suốt. Đấy, cuối tuần này mình mang vài con dịch tàu này. Mấy con dịch tàu này bữa nay ngon. Con dịch này là nó cũng phải là loại dịch tàu, nó gọi là loại dịch của Mỹ ở vùng Arizona. Có mấy con Bắc Kinh nữa. Mấy con gà không? Gà, đem giống gà này về Việt Nam luôn là hết món. Nó gọi là giant chicken. Nó bự như con gà lôi vậy nha anh chị các bạn. Bự giá mà luôn á. Có một con đang ấp ở đây nè. Ai nói chứ mình phải sống ở nông thôn này. À, cái trứng nó đẻ cái lùm cho mình ăn đó, không chứ nuôi heo nữa chứ, tại vì nuôi heo cực quá, heo nó dơ nó hôi. Cái này góc mình dừng lại, góc mình làm chị không, thì nói chung nước Mỹ nó là một cái hợp Trung Quốc. 50 tiểu bang nó giống như 50 quốc gia vậy, mà mỗi thị trấn, mỗi thành phố của nó cũng vậy anh chị các bạn. Đời sống nó khác. Ở trong thành phố thì không có được chăn nuôi như vậy đâu. Các bạn ở ngoài ô đất đai rộng rãi rồi vườn tược thì mới được như vậy. Mình thì xuất thân từ nông dân, cho nên mình rất là khoái nông dân. Nếu mà tôi có ý định mà ở lại nước Mỹ, tôi vẫn thích làm nông trại. Tôi thích nuôi bò. Các bạn biết đất đai bên này rẻ lắm. Đất đai bên này mua chừng 100 hectare, 100 mẫu về bắt đầu là thả bò. Thả bò nó đi vòng nó ăn lớn. Nhưng mà mình không có ý nguyện ở lại nước Mỹ chứ. Tại vì nước Mỹ càng lúc nó càng lộn xộn lắm, an ninh trật tự và đời sống nó thay đổi ghê gớm, nó không còn giống như ngày xưa nó yên bình. Ngày xưa mình ở trong thành phố đô thị lớn, sau này mình thấy nó loạn lạc. Bởi vì các bạn thấy hôm qua có một em Chim Nguyễn kêu mình là nói về chuyện bắn súng đồ, giết đồ ở bên nước Mỹ này. Trời ơi, cái xã hội Mỹ nó là như vậy đó. Cái xã hội Mỹ nó giống như một cái chiến trường vậy. Các bạn nhìn thấy ở bên Ukraine nó bắn giết nhau ở những cái khu mà những cái vùng mà tự trị. Nhưng mà những cái thành phố, những cái nơi mà nó yên ổn thì nó cũng bình yên thôi. Cái nước Mỹ này muôn màu, muôn hình, muôn mặt. Hồn ai nó giữ rồi. Tất cả mọi thứ là mình phải dùng cái trí óc của mình để làm sao mình có thể sinh tồn trên cái đất Mỹ này thôi. Nhưng mà tôi nói chuyện các bạn, dù đi bất cứ nơi nào nhưng cũng không bằng quê hương mình đâu. Anh chị các bạn biết cái loại gà này nó lớn giả mà, cái giống này mà đem về Việt Nam nó bự. Gà Việt Nam, gà nồi gì, nó bự gấp 2 lần con gà nồi Việt Nam luôn á. Các bạn biết cái loại giống này nè. Thì cái xã hội Mỹ nó bắn giết nhau là chuyện bình thường thôi. Thì ra mình chọn cái nơi nào nó yên bình thì mình sống.
các bạn thấy gà vịt của mình nó đẻ rồi nè. Đây giờ tình hình kinh tế xã hội Mỹ nó bất ổn lắm, thành ra mình cũng phải tự cung tự cầu tự cấp. Mình không để lệ thuộc vào trong cái mô hình của xã hội chính phủ. Các bạn biết mấy cái đồ này nè, mấy chỗ mà bán buôn á, cà này, kê nó bán ế á, nó gọi mình ra mình lấy. tụi mẻ nha, mà ở đây mình không có chơi với dân Việt Nam đâu. Nói thiệt như vậy, các bạn đừng buồn chứ mình là người Việt Nam nhưng mà ở bên Mỹ này, mình ít bạn bè Việt Nam, mình ít lắm, mình không có thích. Tại vì cái người Việt của mình chơi với nhau 5-3 người, 2-3 người vậy thì nó vui, mà nó đông rồi nó phức tạp dã man lắm, đủ thứ. Anh chị em các bạn nhìn cái cộng đồng mạng xã hội người Việt mình Facebook thì biết rồi, nó phức tạp vô cùng. Cho nên mình sống quen rồi, mình thích yên tĩnh và muốn chơi thì vô thành phố, hay là đi đâu đi cái xe đi du lịch đã là đi về thôi. Để đi về cái gia đình cuộc sống của mình nó yên tĩnh thì đó. Các bạn thấy Mỹ mà cái chuyện mà còn nó bắn giết nhau là trời ơi, là chuyện muôn thuở anh chị các bạn ơi. Tại các bây giờ truyền thông rồi bắt đầu nó đa dạng, cho nên các bạn mới thấy mới hiểu thôi chứ. Chứ còn tôi thì cái đất Mỹ thì tôi quá rành rồi. Tôi sống ở Mỹ ngộ nha, tôi không có cuồng Mỹ. Mà có nhiều người họ đụng tới nước Mỹ của họ là đã đạo lên mình, tổ chức lên mình. Người Việt của mình trên mấy cái đấu trường tôi thấy mấy lần mà là mấy đứa mà nó cuồng Mỹ á, sao mà chửi Mỹ chạy xe của Mỹ tư bản, đồ xài đồ tư bản. Mà ơi, nó mấy cái thành phần đó nó thấp kém và nó lô lắm anh chị các bạn ơi. Tôi thấy tụi nó bị khùng khùng điên điên ba chợ như vậy. Bắt đầu nó nói gì nước Mỹ của nó mặt trái là bắt đầu nó ngồi đó. Nước Mỹ của tao, nước Mỹ của tao không thích gì Việt Nam ở đi. Tôi nói cho các bạn, cái mạng xã hội của người Việt của mình chè rồi, mua nó khủng khiếp. Bởi vì tôi lên này tôi đấu tranh một cách rất là độc lập, tôi chẳng theo ai vậy. Tôi sống tôi là tôi, chẳng theo ai cả. Tất cả những gì tôi thấy đúng thì tôi nói, sai thì tôi phê phán, vậy thôi. Xã hội mà có gì đâu. Còn nước Mỹ này hồn ai nó dữ các bạn ơi. Nhưng mà mình đừng có tự tin quá. Bỏ quê hương đất nước rồi qua Mỹ bắt đầu mình chửi bới lại quê hương, bắt đầu mà ca người nước Mỹ. Tôi không thích gì. Tôi làm việc với tụi Mỹ hồi xưa đúng không? Nó không có cần mình ca ngợi, nó biết nó là ai. Nó biết nó là ai. Xã hội Mỹ về cái chính trị kinh tế của nó, tôi nói cho các bạn không hiểu thì thôi, hiểu rồi nó khủng khiếp và nó ê chề lắm, không như các bạn nghĩ đâu. Ở Việt Nam hiện nay chống tham nhũng rồi, bạn thấy không có ranh giới. Còn Mỹ thì thôi, tụi chính trị nó bao che nhau ghê gớm. Mình càng hiểu mình càng thấy nó rất là khủng khiếp. Nhưng mà cái mô hình chính trị xã hội vậy, nếu mình bước vào thì mình thấy nó loạn cào cào như vậy, nhưng mà chạy cha nó
miễn sao miễn sao mình kiếm được nhiều tiền, nhiều đô la là được rồi. Mình kiếm được nhiều tiền, nhiều đô la cái mình đem về quê hương, mình đem về quê hương mình hưởng thụ ở bên đây cái gì, cuộc sống cứ vậy thôi. Vậy thôi à, chứ không có gì chân á. Còn mấy cái đám mà chống cộng ở trên không gian mạng, tôi nói chị các bạn, tụi nó là cái lũ ô hợp, tụi nó không có cửa. Đối với dân Việt Nam trong nước, tụi nó cũng không có cửa. Cái dân mà chống cộng ở Hải Ngoại toàn cái thứ tào lao, cái thứ mà gọi là khô cách áo ôm thôi, thôn nhà dạy chợ. Nhiều khi cuộc sống của mình cảm thấy khi mình làm chuyện chiều chiều mình dọn dẹp nhà cửa, mình lên mình chửi tụi nó cho nó vui thôi. Chứ cái đám đó nói bậy thôi. Còn một số những người mà yêu nước rồi lên mạng này, tôi nói chị các bạn, nó chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài thôi, chứ yêu nước yêu non cái gì trên này. Lên này ai cũng xưng tên vỗ ngực, tôi yêu nước, tôi yêu nước thế này thế nọ. Thằng Lê Minh phải làm đúng theo cái pháp luật Việt Nam được. Chàng ơi, toàn là những cái dân gọi là đầu đường xó chợ, phải mưu sinh cuộc sống hàng ngày. Tôi nói với anh chị các bạn, tôi lấy bằng một cái sự danh dự luôn. Những người mà lên trên mạng này mà nói yêu nước yêu non á, khi đụng vô cái pháp luật Việt Nam hay là cái mô hình xã hội Việt Nam, họ sẽ quay qua, họ bất mãn và họ chống phá Việt Nam liền. Tôi về tôi sống tôi biết, những thành phần trong nước, nhiều thành phần lên mạng là tôi yêu nước thế này thế nọ, tao yêu nước tao ấy kia thế nọ, bóc phét lên cái đứa nào đứa nấy cũng phải cuộc sống mưu sinh, cơm áo gạo tiền. Ông bà mình có cái câu rất là hay anh chị các bạn, đất lành chim đậu, an cư thì mới lập nghiệp, tề gia trị quốc thì mới bình thiên hạ. Còn trên mạng này một thằng thì đi lụm gác, nó cũng lên nó làm như nó yêu nước, mà không cho tiền nó bắt đầu đi qua nó chửi. Còn cái thứ thì cờ bạc đàn điếm lừa đảo mưu sinh cuộc sống hàng ngày, mà đụng tới cái gì một cái mà nó không thích thôi, nó quay qua nó chửi mình, nó dí mình chạy. Chạy có cờ luôn. Bởi vì cái người Việt của mình phức tạp lắm, tôi nói thiệt, chứ chơi tìm bạn mà chơi, lựa người mà chơi, chứ cái mô hình xã hội ngày hôm nay khủng khiếp. Thôi thì mình có chút tâm sự vậy thôi, xin dừng like ở đây. Lê Minh vẫn là Lê Minh thôi. Ở bên Mỹ này mấy thằng sọc nô Mỹ nô rồi đã đạo Lê Minh, chung sức Lê Minh. Mình về Việt Nam thì tụi nó xuống nhà nó truy nã mình. Nhiều khi mình thấy mình buồn cười, mất cười, mình tức cười mẹ. Nhiều khi xin lỗi gì các bạn, nhiều cái đời ở trên xã hội bây giờ con người ta họ quan tưởng và họ nghĩ, họ tôi chẳng biết họ nghĩ họ là cái gì nữa. Mình về Việt Nam nhiều thằng nó truy nã mình từ năm 2008, rồi bây giờ có nhiều đứa nó tố mình lên tới Mỹ Tho. Thằng thì bán thuốc lá lậu ở Đồng Tháp, nó tố mình năm này tháng nọ, bây giờ lại có một cái con ở bên An Giang, nó gửi đơn gửi thơ gì lên tới Mỹ Tho nó tố mình nữa. Chàng đặc ơi, bởi vì tôi nói anh chị các bạn, rầu lắm cái vấn đề yêu nước xã hội Việt Nam. Hay cái người Việt của mình nó ở bên Mỹ hồi nào giờ anh chị các bạn ơi, tôi thấy người Việt là tôi tránh xa, tôi nói thật á, tôi chỉ thấy họ bắt đầu tôi tránh xa,
phiền phức, tranh giành đấu tố, rồi ích kỷ nhỏ mọn hẹp hòi, tánh rất là xấu. Tôi tránh xa ra, cho nên tôi thấy gì là tôi chia sẻ, tôi nói mít lòng ai nó chịu. Ai muốn thưa, muốn đấu tố tôi, ai muốn thưa lên Tiền Giang, Mỹ Tho. Hiện nay có người đang dọa tôi là kỳ này mà tôi về Việt Nam là bên an ninh Việt Nam sẽ tóm tôi đó, ở Tiền Giang. Lúc trước cái thằng thượng tá Lưu Chỉ Đạo, thằng thượng tá Trịnh Lê Bờ Nam, nó gọi là nó truy nã tụi nó, truy nã với cái thằng bán thuốc lậu, nó truy nã tôi từ Đồng Tháp lên tới Tiền Giang. Mà các bạn biết hả, nó đòi bẻ cổ, lòi chân, lòi cẳng, lòi giò thôi. Bởi vậy khủng khiếp. Mình thấy cái người Việt của mình thôi, nhiều khi mình cứ cười ra nước mắt vậy thôi. Thôi thì xin chào quý bạn và các bạn nha. Bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye.